Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9 năm 2020, cơ sở đồ gỗ đồ đá Hiền Lành tiếp tục live stream giới thiệu tới quý vị và các bạn hai mẫu sản phẩm được điêu khắc từ vỏ sò tai tượng hóa thạch 1.000 năm. Hai mẫu này chúng tôi điêu khắc là Phật Thích Ca Mâu Ni và Thần Tài Di Lặc. Phật Thích Ca Mâu Ni thì nằm dưới gốc cây Bồ Đề, còn Thần Tài Di Lặc kéo bao tiền. Đây là hai mẫu đang được đánh giá là đẹp nhất hiện nay. Và với cái kích thước của hai vỏ sò này có kích thước rất là khủng. Kích thước của pho Phật Bà là kích thước 85 x 52. Còn kích thước của vỏ Thần Tài là 84 x 42. Và đây cũng là hàng đặt của khách hàng ở trong Cam Ranh Khánh Hòa. Toàn bộ là được điêu khắc từ vỏ sò tai tượng hóa thạch 1.000 năm, được các ngư dân biển vớt sâu ở dưới đáy đại dương, sau đó gửi về cho chúng tôi điêu khắc. Cái cơ sở điêu khắc đồ gỗ đồ đá Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi nhận điêu khắc vỏ sò theo mẫu mã kích thước mà quý vị đưa ra. Chúng tôi cứ đục xong thì chúng tôi sẽ quay lại video clip giới thiệu tới tất cả các khách hàng trên toàn quốc những mẫu mã mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Thì quý khách có vỏ sò tai tượng, quý khách hãy gửi về Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn mẫu mã cũng như là kích thước. Thì chúng tôi sẽ đục về mỗi vỏ sò nó lại có một độ dày mỏng khác nhau và một thế dáng khác nhau, nên chúng tôi sẽ đục theo vỏ. Có vỏ thì đục được mẫu thần tài, nhưng có vỏ thì chúng tôi lại đục sang là mẫu cá. Thì quý vị có thể tham khảo thêm cái phần mẫu mã ở trong trang chủ tại kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành, Vinh Quy Bái Tổ hay Đồng Quê hay Thần Tài, Phật Bà. Rất nhiều mẫu mà chúng tôi đã đưa lên rồi, quý khách có thể tham khảo thêm. Và cái vỏ sò đục thần tài này là có kích thước là dài 84, chiều rộng là 42. Được điêu khắc Thần Tài Di Lặc kéo bao tiền ở dưới gốc cây đào và có hoa mai. Chúng tôi phối cảnh rất là hài hòa. Quý khách có vỏ trên toàn quốc, quý khách cứ gửi về địa chỉ Đồ Gỗ Hiền Lành ở La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định thì chúng tôi sẽ điêu khắc cho quý vị. Trung bình một tháng thì chúng tôi ra từ 5 tới 10 vỏ. Đây đều là các vỏ sò đã hóa thạch. Và sau khi chúng tôi đục xong thì quý khách nên cho vào trong lồng kính và thiết kế một cái bóng đèn hắt sáng thì vỏ sò nó sẽ thấu quang khi soi đèn. Vì vỏ sò này rất là trong. Chúng tôi nhận điêu khắc vỏ sò tai tượng đa dạng mẫu mã kích thước. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video mới nhất cũng như là mẫu mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.